Xin chào tất cả các bạn Trong video sẽ hướng dẫn cách sử dụng props cho phép truyền dữ liệu cho các thành phần con ở trong class component của React Native Mở trở lại dự án class shop và kích vào chọn new, com new folder và đặt tên đó là components nhấn enter sau đó kích vào thư mục vừa tạo ra, chọn New File, đặt tên đó là Display. Ở đây là Display Test.cs, nhấn Enter để tạo ra thành phần. Và chúng ta có thể sử dụng socket cho phép là tạo nhanh cái thành phần thì gõ A, và có thể xem xét RNCS tức là sẽ tạo ra cái thành phần React Native và sử dụng Starship thì sau này chúng ta sẽ sử dụng Starship vào để có thể là định dạng cho các cái nội dung ở bên trong này và trong cái phần là Test In Component thì sử dụng cái kỹ thuật là Z-Dot Props-Dot và Message hay là ở đây thì cho là Content và lưu nội dung. Có thể sử dụng display test.cs vào ở trong app.cs thì thay vì sử dụng thẻ test ở trong hai cái nội dung này thì chúng ta có thể là lựa chọn và sau đó nhấn control Shift để comment dòng nội dung này. Sử dụng display test và nhấn enter nhấn Control Space để thực hiện import display test thì các bạn lưu ý là để có thể sử dụng cái thành phần vừa tạo ra thì chúng ta cần phải là import display test ở trong cái nội dung ở trên sau đó sẽ xác định đó là content bằng và các cái phần đưa vào thì chúng ta có thể đưa vào nội dung của message sau đó thì có thể tiếp tục sử dụng display. Test. Đây là display test. Nhấn Enter. Xác định cái content. Và ở đây thì sẽ định nghĩa bỏ cái cặp dấu. Và trong này thì sẽ mô tả nó là git.state.number -Dot -Dot và để cho cái chương trình có thể tạo ra một cái nội dung khác so với các nội dung cũ để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được cái nội dung mới như thế nào thì trong này là sẽ đưa vào là display with props chúng ta có thể bỏ cái cặp dấu mở ngoặt và đóng ngoặt lưu nội dung và chạy cái chương trình ở trên máy ảo để kiểm tra cái kết quả thực hiện kết quả thực hiện ở trên máy ảo thì chúng ta sẽ hiển thị được dòng chữ hello react native application và tiếp theo là hiển thị giá trị của number và giá trị của number hiện tại đó là được được thiết lập là giá trị không và vì vậy chúng ta có thể thấy là giá trị không được thiết lập như thế này và tiếp theo là dòng chữ display with props thì display with props được thiết lập ở trong thuộc tính contents của cái thành phần display text và chúng ta có thể hiển thị ra như thế này ở trong máy ảo thì khi kích vào increase thì sẽ tăng giá trị của number lên các cái số các cái giá trị mới lên lên một đơn vị. Và để giúp cho chúng ta có thể theo dõi được nội dung của các cái test khi hiển thị ra thì có thể sử dụng cái kỹ thuật đó là state ship ở trong React Native mà trong phần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái kỹ thuật là state ship như thế này thì có thể là gia tăng cái kích thước của cái phong chữ. Quay trở lại Display Text và trong cái nội dung thì có thể đưa vào Stay và mở ngoặc đóng ngoặc mở ngoặc đóng ngoặc xác định font size và tăng cái kích thước lên thành là 18 lưu nội dung sau đó thực hiện lại chương trình ở trên máy ảo để kiểm tra cái kết quả và lúc này ở trên máy ảo sẽ hiển thị cái nội dung của các test lớn hơn so với cái ban đầu thì chúng ta có thể kích vào và thấy được cái kết quả thực hiện phân tích cái kết quả thực hiện của chương trình thì khi định nghĩa ra cái thành phần mới display test phải extend từ component và mở ngoặc đóng ngoặc sau đó sẽ định nghĩa phương thức render để cho phép là hiển thị nội dung của thành phần ở đây thì chúng ta lưu ý là sẽ return và phần view sẽ trả về để định nghĩa một cái nội dung hiển thị khi chúng ta sử dụng thì như thế này và ở trong này là đang sử dụng kỹ thuật props truyền giá trị vào cho props và props ở đây thì sử dụng là truy cập tới các cái thuộc tính của cái thành phần khi sử dụng thành phần đó ví dụ ở đây là sẽ sử dụng thành phần display test và sau đó mô tả thuộc tính content các bạn lưu ý là thuộc tính content tên của thuộc tính là content và tên thuộc tính này thì chúng ta có thể sử dụng ở trong cái phần là truy cập tới cái thuộc tính thì sẽ mô tả là content và tương tự như vậy thì có thể truyền hàng loạt các cái thuộc tính vào cho cái nội dung của thành phần display test và chúng ta có thể truy cập thông qua hình thức là từ khóa this sau đó dấu chấm props và dấu chấm tên của thuộc tính và tên của thuộc tính thì sẽ trùng khớp với tên thuộc tính được truyền vào giá trị khi chúng ta sử dụng cái thành phần. Khi truyền thuộc tính vào cho các thành phần thì chúng ta có thể truyền nhiều thuộc tính và trong thành phần thì có thể là sử dụng nhiều thuộc tính được truyền vào. Ví dụ là số 18 là thay vì thiết lập cứng ở trong thành phần thì có thể sử dụng giá trị được truyền vào cho thành phần z.props và sử dụng thuộc tính tên là size. Sau đó chuyển sang app.cs và chúng ta có thể là bổ sung thêm cái thuộc tính size và xác định giá trị. Thì giá trị được truyền vào ở đây thì có thể là 20. Và để có thể thấy được sự khác nhau khi truyền giá trị. Thì chúng ta cho 25. Và phần bên dưới là cho 30. Lưu nội dung và kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên trình diệt. Và kết quả trên trình diệt thì chúng ta thấy rất rõ là. test đầu tiên thì sẽ có cái kích thước nhỏ. Tết thứ hai sẽ có kích thước lớn hơn và Tết thứ ba sẽ có kích thước là lớn nhất và sẽ phụ thuộc vào giá trị được truyền vào size, size và size. Đối với cái phần demo này thì chúng ta sử dụng hai thuộc tính được truyền vào cho thành phần display đó là content và thuộc tính size. Ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung những cái thuộc tính khác vào cho thành phần display. Trở lại phần hiển thị của giá trị number thì trong tình huống là nếu thẻ nếu cái thành phần display test được sử dụng với các cái nội dung ở bên trong. Ví dụ ở đây là sẽ đưa vào test và sẽ xác định Style cho test. đây là font font size là 30 và the number is e lưu nội dung sau đó kiểm tra cái kết quả trên trình duyệt và kết quả trên trình duyệt thì chúng ta thấy là phần hiển thị giá trị của số không thay đổi và làm thế nào để có thể truyền cái phần côn của thẻ display hay là của cái thành phần display vào và có thể hiển thị ở trong cái thành phần display test và hiển thị ra được cái nội dung đó là the number e để có thể làm được điều định này thì quay về trở lại phần định nghĩa cho cái thành phần display test và trước cái nội dung của và thẻ test thì có thể bổ sung mở ngoặc z.props.children thì đây là cái thuộc tính đặc biệt của props để cho phép là lấy toàn bộ cái nội dung của cái thẻ của các cái thành phần con của cái thành phần display test và đưa vào cái vị trí mà chúng ta xác định ở đây. Sau đó lưu nội dung và kiểm tra cái kết quả ở trên máy ảo. Và kết quả trên máy ảo thì sẽ thấy là xuất hiện được cái nội dung number y và giá trị không. Sau đó có thể kích vào increase, increase. Và ở đây thì phân tích cái cơ chế thực hiện khi sử dụng thành phần display test và phần định nghĩa ở bên trong của display test được xem xét như là children tức là phần con và toàn bộ nội dung này sẽ được lưu vào và đưa vào ở trong cái thuộc tính đó là children của sys.props và khi hiển thị thì có thể hiển thị ra được nội dung the number e ở trên trình duyệt ở trên máy ảo như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của phần hướng dẫn để cho kênh ngày càng phát triển và cung cấp các cái thiết hữu ích cho tất cả các bạn thì rất mong nhận được like, subscribe và share của tất cả các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các bạn.